Cuối giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì tiếp đoàn công tác tàu Hải quân Hoa Kỳ do chuẩn đô đốc Patrick Hanifin làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chào mừng đến đoàn công tác tàu Hải quân Hoa Kỳ, đồng thời gửi đến đoàn những thông tin tổng quan về thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, thời gian gần đây, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hoa Kỳ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, đồng thời mong muốn thời gian đến, các hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, chuẩn đô đốc Patrick Hanifin ấn tượng trước vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng khi lần đầu ghé thăm nơi đây và kỳ vọng rằng đoàn công tác sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ tại thành phố chuẩn đô đốc vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa hoa kỳ và việt nam trong đó có thành phố đà nẵng tiếp tục có sự khởi sắc đồng thời tin tưởng rằng đây sẽ là cơ sở quan trọng để góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên